Đây là bản tin dự báo thời tiết của báo Tuổi Trẻ. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết ba miền đêm ngày 1 tháng 11 và ngày 2 tháng 11. Ở các tỉnh phía Bắc, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió đông đến đông nam cấp 2-3, nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Ở các tỉnh miền Trung, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ dao động từ 19 đến 31 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn ba cảnh báo quan trọng. Cảnh báo đầu tiên vẫn là về cơn bão Goni. Hiện tại cơn bão này đã giảm cường độ xuống dưới cấp siêu bão, dự báo đi vào Biển Đông trong ngày 2 tháng 11. Theo đó, sáng ngày 1 tháng 11, siêu bão Goni đã đi vào miền Trung Philippines và bắt đầu suy yếu. Cường độ bão đã giảm xuống dưới cấp siêu bão, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo trong 48 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 km về hướng Đông Nam và sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. 72 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 11, vị trí tâm bão cách các vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 220 km về hướng Đông và dự kiến sẽ gây mưa cho các khu vực này. Trước diễn biến của cơn bão được đánh giá có sức mạnh hủy diệt chưa từng có, thậm chí còn mạnh hơn cả cơn bão Hải Yến, thì cơ quan chức năng đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống người dân và theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Goni để sẵn sàng ứng phó với bão khi nó vào Biển Đông và các tỉnh miền Trung. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của cơn bão này đến quý vị trong những bản tin tiếp theo. Và cảnh báo thứ hai là về tình hình không khí lạnh tăng cường, mưa to ở Nam Bộ và vẫn còn nguy cơ sạt lở đất ở khu vực miền Trung. Theo đó, khu vực phía Bắc ở một số bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam thì dự báo trong ngày 2 tháng 11, một bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày 2 tháng 11, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Khi nền nhiệt tiếp tục lạnh dần từ đêm đến sáng thì gió Đông Bắc cũng bắt đầu lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng từ xa của siêu bão Goni kết hợp với áp thấp phía Nam, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có lượng mưa gia tăng trên diện rộng, chủ yếu tập trung ở chiều tối và có lượng mưa vài nơi, mưa to, mưa dông. Riêng khu vực miền Trung, dù đã giảm mưa nhưng cơ quan chức năng vẫn cảnh báo còn nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác và di dời đến những nơi an toàn hơn. Cuối cùng là cảnh báo về chỉ số UV cực đại. Hiện tại, chỉ số UV cực đại ở các khu vực Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Trường Sa, Đà Lạt, Đà Nẵng và Hoàng Sa đang ở nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao. Trong đó, Phú Quốc là nơi có mức độ báo động cực kỳ cao. Khuyến cáo mọi người nên hạn chế ra ngoài vào buổi trưa và nếu có ra ngoài thì nhớ che chắn cẩn thận để bảo vệ bản thân trước tác hại của tia cực tím. Bản tin dự báo thời tiết trên cả nước đến đây là kết thúc. Bản tin được phát hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn và tv.tuổi trẻ.vn cùng các nền tảng khác của báo Tuổi Trẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại!